Xin hỏi nhà thuốc là bị nang tụy thì nên sử dụng cây thuốc gì ạ? Chào bạn, đối với bị nang tụy, nếu như là kích thước nhỏ thì bạn có thể sử dụng cây thuốc nam. Và cây thuốc nam được coi là một trong những giải pháp điều trị nang, tuy chi phí thấp nhưng rất là hiệu quả. Những vị thuốc có thể sử dụng cho bệnh nang tụy bao gồm cây xạ đen, cây bồ công anh, quả kẽ đầu ngựa. Bạn kết hợp sử dụng sắc chung uống với nhau thì sẽ có hiệu quả. Mỗi người thì có thể sử dụng với liều lượng khác nhau tùy vào tình trạng sức khỏe của từng người. Do vậy thì bạn hãy liên hệ trực tiếp với nhà thuốc Đức Thịnh thông qua số hotline 0972409268 để được nhân viên tư vấn kỹ hơn về liều dùng cũng như là cách dùng. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn.